Em chào tất cả các bác. Em vừa cập bến một chiếc đồng hồ treo tường thương hiệu là Citizen Sa Băng. Chiếc này sử dụng máy lớn kim choi, đặc biệt là hai pin chung nha các bác. Máy cực kỳ đẹp. Số giờ là cọc nổi tia chảy nha. Chiếc này nó rất có chiều sâu vô nha các bác. Cọc nổi tia chảy rất chói chang luôn. Mặt này mặt kim loại, mặt in Sa Băng nằm đây ha. Máy kim choi, bọc kim của nó cũng bằng kim loại luôn. Chiều cao của chiếc này là 32 cm, còn chiều ngang là tới 34 cm. Chiếc này nhìn rất hoành tráng nha các bác. Chiều sâu này, hậu sâu vô là tới 9 cm rồi. Viền nè, viền kim loại mạ vàng, mặt kính nha. Về trưng bày treo vệ sinh giờ, trang trí decor luôn nha. Cái nấm này màu đen để mình điều chỉnh giờ, mình gịch bên dưới nè, cực kỳ đẹp luôn. Để mình quay phía sau cho các bác xem nha. Đây, cái này là làm bằng cái tấm phím nha các bác, rất xưa. Cái nấm màu đỏ này để khi mình chỉnh giờ xong là mình kích lên cho nó chạy. Máy cực kỳ đẹp ha, nó có đầy đủ nắp đít luôn nha. Thì em tháo ra để em quay cho các bác xem cho nó dễ. Rồi bác nào yêu thích thì cứ alo trực tiếp em để có được một sản phẩm đẹp về treo trang trí decor nhà nha. Em tiện con cái là mình xem được giờ luôn. Cọc nổi rất nhô lên chói chang luôn nha các bác. Nhìn từ xa rất hoành tráng. Nó nổi 3D ha. Rồi, em kết thúc video, chào các bạn.